Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 1 tây tháng 3 nha anh em. 1 tây tháng 3 ha, buổi tối nha anh em. Rồi tối nay thì em lên cho anh em là 30 mấy lô ha. 30 mấy lô mấy cái cỏ nha anh em. Rồi phía trên này có Makita bún thì nha anh em. Makita bún thì ha. Rồi lô này đi nó bị mất bue nha anh em. Mất bue thì em bán giá rẻ cho anh em luôn. Bớt tiền nha anh em. Rồi xin đi qua S35 TD 33 nồng 37 ly Kawasaki TG 28 nha anh em, siêu đẹp siêu mới luôn ha. Rồi phía dưới là có Austin nè, Austin đầu vuông nè. Rồi Magu, Sinewa, Rubin rồi nghe anh em. Ở phía dưới là có Mitsu TL, cơm Mitsu nữa nghe anh em. Cơm Mitsu 22 và cơm Mitsu 26. Mitsu TL 26 và 261 nghe anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ ha, máy chưa dọn nổ. Thì anh em về mình dọn nổ lấy giùm em ha. Máy này là em bán giá sỉ anh em, bán giá thợ ha. Thì chưa có cộng xếp nghe anh em. Anh em nào chốt thì cộng ship giùm em. Rồi máy này thì em sẽ bao cho anh em đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp e, bao cho anh em đầy đủ, hơi lửa ngon lành luôn anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên. Lô đầu tiên này là Makita 4 thì anh em. Makita 4 thì này em bán cho anh em là 1 triệu mốt một cây ha. Nó thiếu bue anh em. Thiếu bue. Rồi Makita 4 thì 1 triệu mốt một cây. 2 cây là 2 triệu 2 anh em. Tay lái của nó là một dài một tròn, cái khúc cần này nó bị gãy cho nên em sẽ thay đổi cho anh em khúc cần khác ha. Đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi lô số 1, lô số 1 anh em 2 triệu 2, Makita 4 thì. Rồi lô số 2, lô số 2 là lô này là lô Austin nha anh em. Austin 26 quá đẹp luôn anh em. Rồi lô này thì 1 triệu 2 một cây, 3 cây là 3 triệu 6 anh em. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết luôn. Austin 1 triệu 2 cây. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn anh em. Austin 26 anh em, bao đẹp. 26cc nồng 34 ly, có con tôm gời luôn. Rồi lô số 3. Lô số 3 là Gilby 23 anh em. Gilby 23 23cc nồng 32 ly. Rồi 600 ngàn một cây anh em, 3 cây là 1 triệu 8. Tay lái của nó là 2 dài 1 tròn. Đầu bò chén kẹp thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn. Gilby 23 anh em, nồng 32 ly, 600 ngàn cây, 3 cây 1 triệu 8. Lô số 4 là lô này là Echo anh em. Echo này là Echo 240 ha. Echo 240 nồng 34 ly anh em. Mặt giật thì là một con trợ lực, một con là mặt giật thường. Rồi tay lái của nó là một dài một tròn anh em. 700 ngàn một cây ha, 2 cây là 1 triệu 4. Lô số 4. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ luôn. Lô số 4 anh em, 2 cây 1 triệu 4. Rồi lô số 5 là con Mitsu TL43 anh em, hàng Trung Quốc xuất Nhật ha, siêu đẹp siêu mới. Rồi con này 1 triệu rưỡi nha anh em, 1 triệu rưỡi ha. Con này là Mitsu TL52 nha anh em, 52, 1 triệu rưỡi, tay ra bóp. Đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi con số 5 anh em, 1 triệu rưỡi. Con số 6 là con này là con Shinewa S35 nha anh em, bình sân dưới. Shinewa S35 bình sân dưới nha anh em. Rồi con này thì phải nói là siêu to khổng lồ luôn. Con số 6 này 2 triệu nha anh em, 2 triệu ha. Tay lái dài có ga bóp luôn. Đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ nha anh em, đầy đủ đầu bò chén kẹp dao luôn ha. Rồi con số 6 nha anh em 2 triệu. Shinewa S35. Con số 7 là con này là con Kawasaki nha anh em. Kawasaki HTD 33 nồng 37 ly anh em. Tum lớn, bốn cung lớn. Con này nó thiếu cái nắp xăng thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Tay lái là tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha. Rồi lô số 7 anh em, 1 triệu 2. Kawasaki TD 33 nồng 37 ly. Rồi con số 8 là con Shinewa Shot anh em. Shinewa Shot này là Shinewa Shot 270 ha, nồng 34 ly. Con số 8 này 1 triệu rưỡi, tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chứng kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 8 1 triệu rưỡi, Shinewa Shot 270. Con số 8. Rồi tiếp theo thì em ghi nhảy số anh em. Em ghi nhảy số ha, con này là con Kawasaki TG 28, con này 1 triệu 4 anh em. 1 triệu 4 ha. Thì anh em nào chốt con này thì chụp hình lại giùm em ha, con này em không có ghi số rồi. Không có ghi số cho nên nó là anh em chốt con này thì chụp hình lại giùm em ha. Rồi Kawasaki anh em TG 28, con này 1 triệu 4. Tiếp theo là con số 9.
Con số 9 là con Tanaka anh em. Tanaka này là Tanaka 281 ha. 28 nha anh em. Mặt dịch của nó là mặt dịch trợ lực luôn. Đây 2008, chế của nó là xà chế hai kim nha anh em, quanh gồ. Rồi Tanaka 2008 này thì ta lái của nó là ta lái dài nha anh em. À, con số 9 này là 1,2 triệu. Đầu bò trắng kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ. Lô số 9 nha anh em, 1,2 triệu Tanaka 28 2008 ha, nòng 36 ly. Rồi 1,2 triệu nha anh em, mặt dịch trợ lực. Con Kawasaki này thì là 1,4 triệu nha anh em. 1,4 triệu ha, TG28. Shindewa Shock 270 1,5 triệu. Kawasaki TD33 nòng 37 ly 1,2 triệu. Shindewa S35 nha anh em 2 triệu. TL52 nòng 43 ly. 43-44 ly nha anh em, 43-44 ly á, 1,5 triệu. Echo 240 nòng 34 ly, 700 ngàn một cây. Ryobi 23 nha anh em, 600 ngàn một cây ha. Austin 26 nòng 34 ly. 1,2 triệu một cây nha anh em, tặng ta lấy dài. Rồi tiếp theo là lô số lô này là lô số 10 nha anh em. Lô số 10 là lô hai con này là hai con Gobin ha. Gobin này là Gobin 26 anh em, nòng 34 ly. Hai con này thì là nó bị bể áo anh em. Hai con này nó bị bể áo thì em bán giá rẻ cho anh em ha. Nòng 34 ly anh em. Rồi lô số 10 hai cây 1,4 triệu, 700 ngàn một cây. 700 ngàn một cây anh em. Áo nó bể anh em, cái này thì em bán giá rẻ cho anh em luôn ha. Rồi hai cây 1,4 triệu anh em, Gobin 26. Nòng 34 ly, chế 22 kim nên anh quên gồ luôn. Tay lái của nó là một tròn một dài. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ nha, bao đầy đủ luôn ha. Lô số 10, 2 cây 1,4 triệu, 700 ngàn cây. 700 ngàn cây nha anh em. Rồi tiếp theo là Echo. Lô số 11 là Echo QX 272 và 262 nha anh em. Nòng 34 ly ha. Rồi Echo 272 và 262 nha anh em, nòng 34 ly. Tay lái dài luôn. Rồi lô này 1,250 triệu một cây anh em, hai cây là 2,5 triệu ha. Ta lấy dài ra bóp hệ anh em, ra bóp hệ luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao hiện bao cho anh em đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 11, hai cây là 2,5 triệu. 1,250 triệu một cây. Lô số 12 là hai con Gobin anh em. Hai con Gobin này thì phải nói là siêu đẹp anh em, siêu mới luôn, cực kỳ đẹp, cực kỳ mới ha. Nhưng mà chỉ có mỗi cái tội là bị mất cái mão. Con này bị gớt mất cái mão anh em, cực kỳ mới luôn nhưng mà bơ gớt mất cái mão rồi. Rồi cho nên bán giá rẻ luôn anh em, 750 ngàn cây ha. Mỗi khi em bán 900 ngàn anh em, 900 ngàn ha. Rồi hôm nay mất cái mão bán giá rẻ cho anh em luôn, 750 ngàn. Hai cây 1,5 triệu nha anh em, lô số 12. Rồi hai cây 1,5 triệu, tay lái dài luôn anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi Gobin NB262 nòng 34 ly anh em. Mất cái mão bán 750 ngàn cây, hai cây 1,5 triệu. Lô số 13. Lô số 13 là Shindewa nha anh em. Shindewa này là Shindewa Shock 250 ha. Shindewa Shock 250 nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ ha. 1 triệu một cây anh em, 3 cây là 3 triệu. Shock 250. Lô này thì em thấy là mặt giật lực của nó là mặt giật trợ lực hết nha anh em. À, mặt giật trợ lực hết luôn ha. Shindewa Shock 250 mặt giật trợ lực. Rồi lô này thì 1 triệu một cây anh em, 3 cây là 3 triệu. Shindewa Shock 250. Lô số 14 là lô Austin. Rồi Austin là Austin 22 anh em. Lô này quá VIP anh em ơi, quá VIP, quá đẹp luôn ha. Rồi Austin 22. Lô này thì là 650 ngàn một cây anh em. Lô này là 2, 4, 6, 7 cây ha. 7 cây anh em, 4,5 triệu 50. 4,5 triệu 50 anh em. Austin, lô này quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn anh em. Rồi hơi lửa ngon lành. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới anh em, tặng tay lái dài mới ha. Lô này nó không có tay lái luôn, cho nên em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới luôn. Đầu bò chén kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ. Lô số 14 anh em, 7 cây, 4,5 triệu 50, 650 ngàn cây. Lô số 15 là lô Gobin chùa anh em. Gobin chùa ha, NB 253 nòng 34 ly anh em. Nòng 34 ly ha. Rồi bao cho anh em tay lái dài. Lô này thì em thấy tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ ha. Rồi lô số 15 anh em. 6 cây 4,8 triệu, 800 ngàn cây, Gobin chùa. 800 ngàn cây anh em. Lô số 16 là lô này là lô Shindewa 3 số anh em.
xin đi qua ba số ha, 231, 234. Rồi lô này 850.000 cây anh em, 6 cây là 5,1 triệu, xin đi qua ba số. Rồi tay lái của lô này là 1, 2, 3, 4, 4 cái tay tròn anh em, còn lại là tay lái dài, đầu bò trắng kẹp đầy đủ luôn. Lô số 16, 6 cây 5,1 triệu, 850.000 cây anh em, xin đi qua ba số ha, 850.000 cây. Ê, xin đi qua ba số anh em, 850.000 cây. Gô bên chùa 800.000 đồng 34 ly, thiếu nắp xăng thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi xin ớt tin nha anh em, ớt tin này là ớt tin 21, 22 và 23 nha anh em. Rồi lô này 650.000 cây, tặng tay lái dài, xin đi qua sót 250 1 triệu 1 cây. Gô bên NB, NB 262 nha anh em, NB 263 ha, quá đẹp luôn nha anh em, 750.000 cây. Echo 262 272 đồng 34 ly. 1,250 triệu. Rồi Gobin đồng 34 ly anh em, 26 27 cc ha. 700.000 anh em. Rồi tiếp theo là lô số 17. Lô số 17 là lô này là lô Magu anh em. Magu này là Magu 26cc ha, nồng 34 ly, tum gời luôn anh em, tum gời luôn ha. Rồi lô này thì 1,3 triệu 1 cây anh em, 3 cây là 3,9 triệu. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn ha. Tum của nó là tum gời. Magu 26cc nồng 34 ly tum gời anh em. Rồi đầu bò trắng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 17, 3 cây 3,9 triệu, 1,3 triệu 1 cây anh em, 1,3 triệu 1 cây ha. Magu 26 tum gời. Rồi lô số 18 là Magu 26 tum liền anh em. Magu 26 tum liền ha. Lô này thì cũng quá đẹp quá vip anh em. Rồi bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn, bao hơi lửa đủ đồ anh em. Magu 26cc đồng 34 ly. Tay lái em bao cho anh em tay lái dài hết ha. Đầu bò chiến kẹp dao em bao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 18, 6 cây 6 triệu, 1 triệu 1 cây. 1 triệu 1 cây anh em. Magu 26cc đồng 34 ly ha. Rồi lô số 19 anh em. Lô số 19 là Gobin, Gobin cốc anh em, lô này quá đẹp luôn, đỏ ao luôn anh em. Rồi Gobin cốc này thì 650.000 cây anh em, 5 cây là 3,250 triệu ha, 5 cây 3,250 triệu. Gobin cốc cực kỳ đẹp. Tay lái của lô này là 1, 2, 3, 3 tay lái tròn anh em, 3 tay lái tròn. Đầu bò trắng kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 19, 5 cây 3,250 triệu, 650.000 cây anh em. Gobin cốc 650.000 cây. Rồi lô số 20. Lô số 20 là lô Mitsu TL20 anh em. Mitsu TL20 ha, bao đẹp bao vip cho anh em luôn. Rồi bao hơi lửa đủ đồ. Lô này 750.000 cây anh em, 7 cây là 5,250 triệu ha. Tay lái của nó là 1 tròn 2 3 tròn anh em, 3 tròn. Bao đẹp luôn anh em, 750.000 cây. Đầu bò trắng kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 20 anh em, 7 cây 5,250 triệu. 750.000 cây anh em. Magu 20 tum gầy. Lô số 21 anh em. Lô số 21 là lô này là lô Magu, Magu 20 tum gầy. Này là Mitsu TL20 anh em. Còn đây là Magu ha. Lô này là Mitsu TL20, còn lô này là Magu 20 tum gầy. Rồi lô này 3 cây anh em tum gầy luôn ha. Tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò trắng kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 21 anh em, 3 cây 2,250 triệu. Magu 20 tum gầy, 750.000 cây anh em. Lô số 21. Rồi tiếp theo anh em, tiếp theo là lô số 22 ha. Lô số 22 là Echo QX 241 anh em, 241 và 232 ha. Rồi hai con này đều là tay lái tròn anh em, tay lái tròn. Đầu bò trắng kẹp dao bao đầy đủ luôn, ga bóp hệ anh em, ga bóp hệ ha. Rồi lô này 900.000 cây anh em, 2 cây 1,8 triệu, nồng 32 ly. Lô số 23 là lô này là Tanaka anh em, Tanaka 250 nồng 34 ly, chế là chế ga ngang le đỏ tự động. Tay lái thì là một tròn một dài, đầu bò trắng kẹp dao đầy đủ anh em, bao hơi lửa đủ đồ cho anh em ha. Lô số 23, 2 cây 2 triệu anh em, 1 triệu 1 cây. Tanaka 2,5 ngàn, nồng 34 ly.
Rồi 1 triệu 1 cây anh em. Echo Qubit 232 900 ngàn 1 cây. Magu 20 anh em, Magu 20 tâm gời ha, quá đẹp luôn anh em. Quá đẹp luôn, 750 ngàn. Mitsu TL 20 anh em, lô này thì cũng 750 ngàn cây luôn ha. Robin Cốc 650 ngàn anh em. Bao hơi lửa, bao đủ đồ cho anh em luôn. Magu 26 tâm liền 1 triệu 1 cây. Rồi Magu 26 tâm gời anh em, 1 triệu 3 ha. Tiếp theo là lô số 24. Lô số 24 là lô này là lô Sindewa anh em. Sindewa này là Sindewa 250, 260 ha. 260, 250 anh em. Rồi lô này thì bán cho anh em 1 triệu 2 một cây. 6 cây là 7 triệu 2 anh em. 6 cây 7 triệu 2 lô số 24. Sindewa Short 250 này, 252 này, rồi 260 luôn anh em. Lô này thì ta lấy có một cái ta lấy tròn, còn lại là ta lấy dài anh em. Rồi 1 triệu 2 cây, 6 cây là 7 triệu 2. Đầu bò trứng kẹp thêm bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi xin đi qua sót anh em. Rồi lô số 25 là Robin hộp. Rồi lô Robin hộp này xả hàng anh em, anh em vào chút nhanh chút lẹ lô này ha. Nồng 32 34 ly anh em, xả hàng cho anh em 550 ngàn cây anh em. 8 cây là 4 triệu 4 ha. Rồi lô này thì ta lái là ta lái dài hết nha anh em. Nồng 32 và 34 ly Robin hộp anh em. 550 ngàn cây. 8 cây là 4 triệu 4 anh em, lô số 25. Đầu bò trứng kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 26 là lô Echo xanh nha anh em. Echo này là Echo xanh nồng 32 và 34 ly. Echo này là Echo 26 nè, 24. Lô này thì 24 nhiều anh em, 24 không ha. Với một con 26, 5 con 24. Ta lái là ta lái dài luôn anh em, đầu bò trứng kẹp dao bao đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi hơi lửa ngon lành, hơi lửa ngon lành nha anh em. Lô này hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. 650 ngàn cây, 6 cây là 3 triệu 9. Echo xanh nha anh em. Echo xanh. Lô số 26, 650 ngàn cây. 650 ngàn cây nha anh em. Echo xanh ha, 650 ngàn cây. Robin hộp 550 ngàn nha anh em. Còn đây là Sindewa Short 250, 260, 1 triệu 2 một cây. Tiếp theo là lô số 27. Lô số 27 là lô này là lô cơm Mitsu nha. Cơm Mitsu này là cơm Mitsu 26 với 27cc hết ha. Rồi lô này ta lái là ta lái dài hết nha anh em. Đây 2007 nè, 26 nè, 26. Rồi 26 luôn nha anh em. Rồi lô này thì 1 triệu 3 nha anh em. 1 triệu 3 một cây, 4 cây là 5 triệu 2. Chế của nó là xài chế ga ngang hết nha anh em. Đầu bò chiến kịp dao thì đầy đủ hết luôn. Rồi lô số 27, 4 cây 5 triệu 2, 1 triệu 3 1 cây. Cơm Mitsu 26. Lô số 28 là lô này là lô cơm Mitsu 26 nồng 34 ly anh em. Lô này là cơm cánh bướm ha. Cơm Mitsu cánh bướm nha anh em. Rồi lô này thì 1 triệu rưỡi 1 cây anh em, 6 cây là 19 triệu ha. Lô số 28 cơm Mitsu cánh bướm. Rồi lô này thì tay lái em sẽ tặng cho anh em tay lái dài nha anh em. Bao cho anh em tay lái dài hết luôn. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ hết luôn nha anh em. Lô số 28, 6 cây 9 triệu. Cơm Mitsu cánh bướm nha anh em. Lô số 28. Rồi tiếp theo là lô số 28B nha anh em. Lô số 28B ha, Tanaka vượt sao nha anh em. Tanaka vượt sao lô này thì quá đẹp nha anh em. Quá đẹp, quá VIP luôn, đỏ ao luôn nha anh em, đỏ ao luôn ha. Ta lái của lô này là ta lái dài nha anh em. Rồi đầu bò trứng kẹp đầy đủ luôn. Có một con tỉa hàng gào luôn nha anh em. Con cái đầu bò thì tỉa hàng gào luôn ha. Rồi lô này thì 550 ngàn anh em. 6 cây 3 triệu 3 ha. Quá đẹp luôn anh em. Đỏ ao hết luôn. Bao đẹp. Đỏ ao hết anh em. Tay lái thì có một cái tay lái tròn. Rồi lô này 550 ngàn cây anh em. 6 cây 3 triệu 3. Lô số 28B. Đây là cơm Mitsu nè, cơm Mitsu ha, 1 triệu 3 cây, 26cc. Rồi cơm Mitsu này là cơm Mitsu 26 cánh bướm nha nè. Lô này 1 triệu rưỡi cây. Tanaka vượt sao 550 ngàn, quá đẹp, quá VIP luôn nha nè. Rồi tiếp theo là lô số 3, số 28B tới 29 nha nè. Rồi lô số 29 là cơm Mitsu. Cơm Mitsu này là cơm Mitsu 2000 và 2002.
2000 qua 2002 anh em. Lô này ta lái là 1 2 2 tay tròn anh em, có 2 tay tròn. Còn lại là ta lái dài hết luôn. Cơm mã su 2000 và 2002 anh em. Lô này 900.000 cây ha. 8 cây là 7,2 triệu. Đầu bò trắng kẹp dao đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ hết luôn. Lô số 29, 8 cây 7,2 triệu. 900.000 một cây, cơm mã su 2002 2000. Lô số 30 là Makita anh em. Makita Rubin cổ ngỗng ha. Lô này nồng 34 ly hết nha anh em, 26cc nồng 34 ly. Tay lái của nó là 2 dài 3 tròn. Đầu bò trắng kẹp thì đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ đầu bò trắng kẹp ha. Rồi lô số 30 anh em. 5 cây. 4,250, 850.000 cây anh em, Rubin cổ ngỗng. 850.000 cây, 26cc. Lô số 31 là lô Echogen nha anh em. Echogen ha. Rồi lô này thì bao đẹp luôn anh em. Mấy cái dòng này chạy cực kỳ bền luôn nè. Tay lái là tay lái dài. Rồi 550.000 cây anh em, 5 cây là 2,750 ha. Đầu bò trắng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. 550.000 cây anh em, mấy cái dòng này bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn. Tay lái là tay lái dài anh em. Rồi lô số 31, 5 cây 2,750, 550.000 cây, Echogen. Lô số 32 anh em. Lô số 32 là Echo 240. Echo 240 anh em, nồng 34 ly ha. Rồi lô này thì 4 cái mặt giật trợ lực anh em, 1 cái mặt giật thường ha. Rồi lô này thì nó xài cái chế là chế bê tông ga anh em. 750.000 cây, 5 cây là 3,750. Tay lái của nó là 3 tay tròn và 2 tay dài. Nồng 34 ly anh em, lô số 32. Echo 240. Nồng 34 ly. Rồi mặt giật của nó là 4 cái mặt giật trợ lực anh em, 1 cái mặt giật thường. Echogen 550.000. Rubin Makita cổ ngỗng anh em, 26cc nè. 25-26cc nồng 34 ly nè. 850.000 cây anh em. Thiếu nắp xăng nắp e thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi cơm mất su. Cơm mất su 22-2000 2000-2002 anh em. 900.000 một cây. Rồi tiếp theo là lô số 33. Lô số 33 là lô này là lô Tanaka chữ A anh em. Tanaka chữ A ha. Rồi lô này 550.000 cây anh em, 6 cây là 3,3 triệu ha. Tanaka chữ A. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò trắng kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Tanaka chữ A, lô này 550.000 một cây, 6 cây 3,3 triệu. Lô số 33. Lô số 34 là lô này là lô Magu anh em. Magu này là Magu 20cc ha. 20 và 22 anh em. Magu 20 với 22cc. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò trắng kẹp dao bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha. Lô số 34. 10 cây anh em, 10 cây 7 triệu, 700.000 cây. 700.000 cây anh em, 10 cây 7 triệu, Magu 20. Lô số 35. Lô số 35 anh em, lô này là lô Mitsu TL 26 ha. Lô này tổng cộng 9 cây anh em, 9 cây ha. Mitsu TL 26 9 cây. 1,6 triệu một cây, là 9 cây là 14,400,000 anh em, lô số 35. TL26 anh em, TL26261 ha. Rồi cái tum này thì nó hơi bị chóc sơn anh em, về anh em mình chà mình sơn lại ha. Rồi 1,6 triệu một cây. Đầu bò trắng kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô này thì tay lái em bao cho anh em tay lái dài hết nha anh em, lô số 35. 9 cây. 1,6 triệu một cây anh em. Rồi lô số 36. Lô số 36 là Echo 240 242 anh em. Lô này là 242 243. Trợ lực luôn nè, chế là chế quanh gồ hai kim nha anh em. Tay lái của lô này là 3 cái tay lái tròn, 1 2 cái tay lái dài nha anh em. Con cây tỉa hàng rào trên cao luôn ha. Rồi lô số 36 anh em, Echo. Lô này thì chế của nó là sẽ chế hai kim nha anh em. Chế của nó là chế hai kim ha, mặt trực trợ lực luôn. Rồi nồng 34 ly 850.000 anh em, 850.000 cây ha. Mitsu TL 26261 1,6 triệu một cây. Magu 20 anh em, lô này 700.000 một cây ha. Còn đây là Tanaka chữ A 550.000. Rồi anh em nào chốt lô nào thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha.